Ủa có một người đây đây bạn, đây bạn. Bữa hôm ngày một mình không thấy bạn. Với channel của mình và tuần này mình xin lỗi bạn, chắc sẽ nó chỉ có hai clip thôi bạn và không nói gì nhiều vào cái clip nữa. Hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game The White Door bạn, là một tựa game hết sức bí ẩn, nó chỉ có tông màu trắng thôi bạn. Nói chung là mình cũng mới tiếp biết game này thôi mà mình cũng chơi thử trước một xíu. Mình cũng chả biết chơi sao, mới vô mình cũng nói chung là không biết làm gì hết đấy. Mình chơi ở đây rồi nè bạn, và nó chỉ cho mình là mình sẽ mở này ra, mình coi tên mình bạn. Đây mở keo rồi, coi đấy mình chơi tới đó rồi sáng dạng uống tùm lum tới lượt dưa hết bạn. Đấy mình tên là Gip và em là Robert, mở nó Robert năm hả, năm để coi là 1972. Khá là lâu. Ê, quên, 1972 đây hả, để tôi coi đã, 14 tháng 8 đây hả, 14 hàng kiều Robert. Game này nó kiểu như mình bị tung xe các bạn, kiểu như vậy các bạn, mình cũng chả biết nữa. Và tôi sẽ kiểm tra bạn sao vậy, mình kiểu như là thằng này nó bị tung xe rồi nó vô đây nó chữa trị, kiểu như là vật thí nghiệm, mình cũng chả biết nữa các bạn. Mình sẽ mở này rồi coi. Ở này mình mở rồi bạn, có con chim á, con chim ba. Do you want to start? Ok mình xong rồi. Mình sẽ có một bữa ăn, coi ăn ăn vãi chưởng lắm bạn. Hút nữa ấy, ôi không, cuộc sống mà người ta là uống nước trước rồi mới uống thuốc hiểu không, mình là vậy bạn. À rồi mình nhớ rồi, mình sẽ tập bạn này. Mắc cười lắm hả. Cuộc sống mà tập nhanh lên ba. Phân không, phân không, rồi lên giường. Ý vô ngủ đi. Ok rồi mình sẽ được nghỉ, mình sẽ qua ngày tiếp theo các bạn. Ồ mình sẽ có một người tới gặp là mình, à kiểu như cái này là thường thường là mình cũng biết nữa, chắc nó cũng chưa lo, chắc nó cũng gặp người đó rồi. Mình sẽ ấn vô coi, là tôi có một cái chắc bạn cũng hiểu mà, là tôi có một cái bớt nói ngủ má. Ủa mình không thích rồi đó, là thằng này nó bị stress vậy. À mình sẽ quay cái này thì đúng kiểu rảnh mà đúng không. Ngon ngon nóng chết bà, ăn thôi bạn. Mình sẽ quay đồng hồ, tại mình cũng có xem trước một đoạn nên mình cũng làm khá là nhanh, mấy bạn đừng có chửi mình nha. Kiểu như mình không có giữ được cái chất kiểu mới vô là chơi các bạn, là mình muốn biết được cái nào là nó sẽ quay không, làm những khúc phim đẹp cho bạn. Và cái này hết, tới khúc đây mình hết biết rồi nè. À, ngồi vô nói chuyện chung quên nhau luôn nè. Đâu vãi vậy luôn hả, lúc rồi nó là sai. Ghê à. Sẽ đi một thời gian dài vậy. Xong rồi em ơi, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu à. Tội nghiệp, chán thiệt, biến mất tiêu luôn. Rồi uống đi, uống thêm. Dạ. Tiếp tục. Vãi. Mà nói thật nha, mới đầu vô thì game nó thấy nó nhảm nhảm vậy thôi chứ chắc cũng hay lắm bạn. Ok, mới đầu vô là mình sẽ tiểu. Ui em ơi, cứt luôn cơ à. Xúc miệng đi đi, mở nước dò nước ra.
đánh mẹ bay mẹ em ra. Ready. Yo, nó lại như một ngày khác bạn, nó cứ theo này. Cái này là gì? Sugar. Cũng không biết nữa, mình cứ làm theo thôi. Uống nước đó mới ngày 1 nó cũng vậy các bạn. Đó. À, mình sẽ mở cửa. Ủa, mở cửa coi. Ủa, có một người đây đây các bạn. Bữa hôm ngày 1 mình không thấy bạn. Ồ, mình được đã bị theo dõi bạn, mình theo dõi một người đàn ông. Hello chim. Check up đây. Kiểu như mình bị tai nạn rồi, nó ngày nào cũng như ngày nào các bạn. Yeah. À, mình phải coi lại rồi bạn. Mình không nhớ đâu. Cần làm toán vậy ông má, 1931 trừ 72 trừ cho 31 là 41 hả? Đúng rồi, đúng không? Đúng luôn. Cappuccino. Cà phê nào nhờ, sao mình không tìm được manh mối nhờ. Hình như đây nè các bạn, coffee. Cafe Honest. Honest sao ta? Honest, có thể. Honest. Đúng rồi, Honest bạn. Nằm đâu nhờ? Johnson Bird Food. Johnson. Ồ, hình như Johnson bạn. Johnson hai chết. Johnson. Đây, mình cũng biết nữa. Pizza fry up, what you like for dinner? Pizza, mình thích pizza bạn. Ok, mình khá giải, khá đố, khá là lâu. Mình cũng không giỏi lắm. Rồi mình sẽ là máy tính nó cứ vậy các bạn. Rồi xong bạn. Khó chịu vãi. Pizza nè. Ăn. Ngon lành cành đào. Ok, I love pizza thôi. Tập. Tập gym. À đâu. Có nhìn kia bạn. Ok, xong. Ngủ. Ngủ đi má. Bớt phú. À, cái công ty các bạn. Cho kiểu như giông mưa. Rồi, à, thằng này nó nhớ về cái nhỏ, đĩ nhỏ bữa. Đó. À, nó phải quan sát. Chứ không là mất chiêu luôn. Đó. Nhưng à vậy, cái này người qua lại thôi bạn. I stopped for a red light. A beggar walked up to the car. Là ăn xin. Gõ cửa hả? À, đâu đâu mình đâu. I gave her a coin. The light turned green. Yeah, yeah. Turned green. Vậy, hay quá. À, hằng, ủa hằng này kiểu như nó trong mưa hả ta? Hay nó đang kể lại câu chuyện, cũng chả biết nữa bạn. Lai nhìn thánh nhà má. Con đồ gì vậy chứ má. Mấy biển có... À đây đây đây. Bird food. À. Black smoke crow. À, cái ống khói từ này mày. Ồ vậy đi. À nói. Cốt chuyện vậy. I entered the code. 6 1 3 4 6 1. You are late. Come in. Oh. I opened the doors. Mở cửa đây. Johnson. Bị trễ bạn. Không biết vì sao luôn. Mình sẽ đi gặp đĩ chủ đó, đủ chỉ đó. My boss tightened his tie. Cột nó quýnh chụp bà mày nha. You are late. Go to your station. Không nạn nha. Station là chỗ nào ở đây hả? Ok.
Xong rồi. Hai. Tuổi gì làm khó được anh? Cái thứ ba. Don't push the post. Gì má má vừa. My boss pulled his helmet down. Bỏ xuống. You are fired. Get your stuff. Gì má. Mới ở nhà ấn nhầm nút rồi đuổi gì gọi. Rồi về. Mẹ ông chủ khốn nạn, quýnh cho bà vậy. Ngày ba bạn. Hình như mình mơ bạn. Không có thêm chậu hoa nữa. Ok, mình sẽ đi vệ sinh mình. Yeah, đi vệ sinh ai. Hôm nay éo có cức. Đù, cào rau luôn. Dữ dàng. Yes. Bớt nhây vậy nha. U má mày. Trời. Ok, mình sẽ coi cái cây này nó ra sao bạn. Có đĩ sâu nữa. Cứa mày vậy. Này mình sẽ vẫn làm công việc đó, mình mơ bạn, giống như mơ chả hiểu. Này nè. À đây mình mở được rồi đó mà. Ồ. Rồi rồi rồi, mình hiểu rồi, hiểu rồi. Mình phải coi có ai ở ngoài không. Không ai bạn, không có người áo đen nữa nữa bạn. Mà có khối. Ồ ngon ngon ngon. Ok, tập này mình chơi này. Nếu bạn thấy video này hãy để lại mình một like, một subscribe nhé. Ngoài ra chia sẻ video này để tạo động lực cho mình làm tiếp cái video tập sau. Nhưng mà thật sự game này đang hấp dẫn bạn, nó sẽ ngày thứ ba nó sẽ mới gì bạn sẽ chờ xem nhé. Bye bye.